cái phần mà tôi chia sẻ ngày hôm nay với anh em chị em. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình mà phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không thuộc về nó. Đó là lời của Chúa cho chúng ta thấy rất là rõ rệt. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không thuộc về nó. Nếu thấy muông sói đến thì nó bỏ chiên mà chạy trốn. Muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cũng như cha biết ta và ta biết cha, vì chiên con phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Ta cũng phải dẫn nó về. Nữa chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này tại sao cha yêu ta? Ấy là vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng ai cất lấy sự sống ta đi, nhưng ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha. Đó là lời của Chúa, lời của chính Chúa Giêsu nói. Tất cả những khúc mà tôi đọc cho quý vị đó là chính miệng Chúa Giêsu nói với con cái của loài người lúc bấy giờ. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, lời Ngài là lời sống và linh nghiệm, là lươm hai lưỡi đâm thấu đến chia hồn linh cốt tủy và xem xét mọi tư tưởng ý định trong lòng. Lạy Chúa, xin lời Ngài đến với mỗi chúng con, tỉa sửa cuộc đời chúng con và trang bị cho chúng con uy quyền của Ngài để chúng con đắc thắng mọi quyền lực ở thế gian này nữa. Con cảm tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh em chị em chúng ta cùng an toàn. Ở đây nói đến người chăn chiên. Và chúng ta biết Kinh Thánh cho chúng ta cái hình ảnh. Kinh Thánh nói đến nhiều người chăn chiên lắm. Người chăn lắm. Old Testament, New Testament. Talk about the shepherd. Nhiều người chăn lắm. Đó, một người, cái người mà làm cái nghề chăn chiên đầu tiên trong Kinh Thánh là ai, quý vị biết không? Nói lớn. Hả? Ai biết nói lớn lên? Abel. Cái người đầu tiên mà nói đến ở trong cuốn Kinh Thánh. Không biết trước đó ông tổ phụ Adam có chăn chiên không? Không, tôi nói không cần. Tại vì ở trong vườn Eden sung sướng quá rồi, đâu có phải chăn chiên để mà có thịt ăn nữa. Lúc đó là chỉ có ăn chay thôi. Người ta không ăn thịt. Loài người, tại vì Chúa nói với Adam như thế nào? Mọi thứ cây trong vườn được phép ăn, tức là họ ăn chay. Cho nên ăn chay không phải là cái gì mới của một tôn giáo nào hết. Cho nên chúng ta đừng có cho phép họ nhận vơ, nhận ấu. Đó là việc của cái đạo giáo này không. Ban đầu loài người Đức Chúa Trời tạo dựng, Ngài báo họ làm điều đó trong cái sự ăn uống. Cho đến khi trận hồng thủy, mọi sự bị hủy diệt, bấy giờ Chúa mới nói và được ghi chép lại rõ rệt, cho phép con người ăn thịt súc vật và không được ăn huyết của nó. Nghe rõ không? Chứ không phải đợi đến luật cựu ước mới có. Nếu chúng ta muốn biết, nhớ lại sau cái trận lụt hồng thủy của Noe, Chúa cho phép ăn thịt, nhưng mà Chúa đã cấm không được ăn huyết ngay từ lúc đó rồi. Đó không phải là luật Lê Vi Ký. Tại sao? Tại sao có nhiều người thích ăn huyết quá? Anh em chị em ơi, Chúa thương cái thân thể mình hơn mình thương cái thân thể mình nữa. Mình có biết điều đó không? Chúng ta có biết điều đó không? Tại vì nơi đó nó chứa đầy rẫy vi trùng, đầy rẫy vi khuẩn ở trong dòng máu của con người và tất cả loài vật. Nếu có vi trùng, vi khuẩn, đó là nơi mà nó chứa. Chúa thương chúng ta, cho nên Chúa bảo mình đừng ăn. Chứ không phải là nó ngon lắm mà Chúa không cho mình thưởng thức. Amen. Đừng ai làm điều đó vì nghĩ rằng Chúa không thương mình, không cho mình ăn cái của ngon, nó không có đâu. Quý vị ơi, có những người bên Việt Nam hay là những nơi, có những người đã chết vì ăn tiết canh. Tiết canh, quý vị biết tiết canh không?
tiếng Anh Việt, tiếng Anh chó, tiếng Anh gì đó, làm đủ thứ hết á. Chúa dạy chín sống gì nó đều chứa hết những vi khuẩn, chẳng ngon bổ gì hết. Làm ơn cho thân thể của mình. Quý vị ăn không, không phải vì điều đó đi xuống địa ngục đâu, không phải. Nhưng mà ngày hôm nay cả thời cựu ước, các sứ đồ và thánh linh của Chúa cũng ưng thuận đừng làm cái điều đó. Nếu ai chưa biết, đọc trong công vụ các sứ đồ đoạn 15. Đó là hội thánh tân ước. Quý vị ơi, chúng ta là dòng giống của kẻ không vâng lời. Cho nên cái bản chất đó, nếu chúng ta không nhờ Chúa cai trị nó sẽ thể hiện trong cuộc đời chúng ta đi theo Chúa không cách này, cách khác. Quý vị có thấy điều đó chưa? Thấy không? Thấy không? Mình xem xét lấy chính mình để mình thấy. Ở đây, lời của Chúa cho chúng ta, Chúa Giêsu xác định Ngài là người chăn hiền lành. Nha. Rồi cái người chăn đầu tiên tôi hỏi quý vị lúc nãy đó, ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, đầu tiên trong cả cuốn Kinh Thánh, đó là A-bên. Rồi ai là người chăn nữa? Ai là người chăn bày nữa? Giờ đây là giờ đố Kinh Thánh đó. Quý vị nào đọc rồi đó, quý vị nào chưa đọc hết thì thông cảm, mới tin Chúa thông cảm. Nhưng mà tin Chúa lâu rồi. Sau A-bên là ai trong Kinh Thánh được nhắc tới là người chăn chiên nữa? David, nhưng mà trước David còn nhiều người nữa. Hả? Ok, thôi bây giờ tôi nói cho quý vị nha. Sau A-bên là một người phụ nữ có tên là Rachel, Rachel. Rồi người kế theo nữa là ai nữa? Các người con của ông Jethro, các con gái của ông Jethro đó. Một người sẽ là vợ của Môi-se, đó là những người phụ nữ chăn chiên. Rồi kế đến mới tới Môi-se, ha? Rồi kế đến mới tới David, đó là những người làm nghề chăn chiên. Mà nghề chăn chiên á là cái nghề mà Kinh Thánh nói Chúa chúc phước. Chúa chúc phước rất là rõ rệt. Có nhiều người hỏi tại sao, tại hồi đó đó là cái nghề bình thường, nó chưa có computer science, chưa có engineer, chưa có scientist, there is nothing, only the hunter and the shepherd. Người chăn á, tức là một người nghề làm nghề chăn, nghề làm nông, thường thường họ có, những người nhà nông thường thường có những bầy chiên, bầy bò, bầy dê, bầy, thế nên họ làm hai ba cái, họ có hai ba cái danh xưng. Đó là chúng ta biết người chăn chiên, mà cái người nghề làm nghề chăn á, nghề chăn á là nghề chăn cực không? Cực lắm chứ. Nhiều khi đêm khuya phải ở với con chiên luôn, bằng cớ là khi Đức Chúa Giêsu Giáng sinh á, các thiên sứ đến báo tin cho những người chăn chiên á, ban ngày ban đêm. Ban đêm mà họ ở ngoài đồng, họ ở với bầy chiên, cho nên nghề chăn chiên là nghề cực nhọc lắm. Những người mà được nói đến, chúng ta nghe rồi, David, Môi-se, rồi một người đặc biệt nữa, một người mà không phải là dân của Chúa, mà Chúa cũng gọi ngươi là người chăn của ta. Có ai biết không? Có ai biết không? Hả? Trong thời cựu ước, trong ngoài tân ước. Hả? King Cyrus, King Siru, vua Siru. Ở trong Ê-sai đoạn 44 câu 28 và Ê-sai đoạn 45 nói rằng: ngươi không biết ta, nhưng ngươi là tôi tớ của ta, ngươi là người chăn của ta. Chúa gọi như vậy. Có những người đặc biệt không biết đến Chúa, không biết Chúa là ai hết, nhưng mà Ngài chọn họ để làm công việc của Ngài trên đất này. Vua Siru là người cho dân Do Thái trở về xây dựng lại thành Jerusalem. Đó, anh em chị em, Chúa chọn con người rất là đặc biệt. Chúa chọn con người có khi không phải là người biết đến Chúa để hoàn thành công việc của Chúa. Cho nên chúng ta phải để ý điều đó, phải cẩn thận. Nhớ đừng có loại trừ những trường hợp như vậy. Tại vì Kinh Thánh có những trường hợp như vậy. Đó là những người chăn. Và người chăn, người ở đây, chúng ta thấy những người chăn, có những người chăn mà trở thành những người mà Chúa dùng để người chăn thực sự đó, chăn bầy thực sự đó, chăn bầy súc vật đó. Cho nên người đó là ai chúng ta biết không? Người đó là Môi-se, người đó là David.
đó là người chăn bầy thực sự, chăn bầy chiên thực sự, chăn bầy súc vật thực sự. Đó, chúng ta thấy nó là một điều đặc biệt. Cái người chăn bầy đó là cái người phải có nhiều cái đặc tính rất là đặc biệt lắm nhá. Cái người đó là người phải kiên nhẫn, người đó phải chịu cực khổ, người đó phải chịu đựng, người đó sẵn sàng hy sinh để bảo vệ súc vật. Chúng ta nhớ ông vua David không? Trước khi ông trở thành vua, ông là người chăn chiên. Và David đã nói như thế nào? Khi David đánh trận với Goliath thì David nói như thế nào? David nói như thế nào? David nói rằng, David nói rằng cái bàn tay này nè, cái thành ném đá này nè, bàn tay này đã từng xé con gấu ra và con sư tử ra để mà kéo con chiên ra khỏi miệng của nó. Thì cái bàn tay này nè, cái thành ném đá này nè, thì cũng sẽ kết liễu cái mạng của Goliath vì Đức Chúa Trời làm việc với David. Cho nên anh em chị em chúng ta thấy cái hình ảnh người chăn chiên chưa? Không phải là chỉ dắt nó đi ăn không thôi, nhưng mà phải bảo vệ nó, rồi sẵn sàng nhiều khi phải mất tính mạng vì những con chiên mà bị nguy hiểm nữa. Cho nên đó là hình ảnh của người chăn chiên thật mà Chúa muốn cho chúng ta thấy. Anh em chị em, đó là hình ảnh của Chúa Giêsu. Và hình ảnh, và đó cũng là mẫu mực của tất cả những người ngày hôm nay ở trong thế giới này có sự kêu gọi và ước ao trở thành người chăn bầy của Chúa. Phải có cái điều đó. Nếu chúng ta không có thì không thể nào làm công việc một người chăn bầy của Chúa được. Phải có. Và đây lời của Chúa cho chúng ta thấy Chúa Giêsu xác định là ta là người chăn hiền lành. Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi tại sao Chúa Giêsu nói? Chúa Giêsu phải nói ta là người chăn hiền lành. Nếu trên thế giới này chỉ có một loại thôi thì Chúa Giêsu đâu cần phải nói, phải không? Tại nó có hai loại. Người chăn hiền lành. Ở đây Chúa Giêsu nói đến điều gì? Chúa nói đến cả thế giới này nè, chỉ có một đấng duy nhất là đấng chăn hiền lành thực sự thôi. Còn tất cả những người nào có những cái bầy khác không phải thuộc về Chúa đều là những người chăn không hiền lành. Tại sao? Chúa Giêsu nói đến điều xa hơn, không phải là người chăn nhỏ bé trong các hội thánh của Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu nói đến những đạo giáo ở thế gian này, những bầy mà kẻ chăn chiên không thuộc về Đức Chúa Trời chăn dạy dỗ con người, không đem họ đến sự cứu rỗi đời đời, mà chỉ đem đến hết sự hủy diệt. Và tất cả những cái gì mà con người mà không phải là người chăn chiên thật của Chúa làm đều là sự lừa dối của ma quỷ hết. Mặc dầu bên ngoài nó có vẻ tốt lành, bên ngoài cũng có vẻ là nói đến điều thiện, điều phước cho con người, nhưng mà cuối cùng của nó là đem con người đến sự hư mất đời đời, ở trong sự lừa dối của ma quỷ, không có trở về với Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giêsu mới nói ta là người chăn hiền lành. Chỉ có Ngài, và Ngài là đấng duy nhất là đấng chăn chiên hiền lành, là đấng tốt lành. Ở đây dùng chữ hiền lành thì chúng ta chỉ thấy chắc Chúa không có giữ, không phải. Ngài là đấng tốt lành, Ngài là đấng chăn chiên tuyệt vời, Ngài là người chăn như vậy đó. Người chăn tuyệt vời. Tôi nếu có là người chăn nhỏ bé của Chúa ở giữa thế gian này không thể nào đi đến cái mức đó, nhưng mà đó là cái mẫu mực của tất cả những người chăn của Chúa phải đi theo. Nhưng mà Chúa Giêsu nói đến đây người chăn hiền lành, Ngài muốn phân biệt Chúa và tất cả các loại chăn ở trên thế gian này không thuộc về Chúa. Tại vì cũng nhiều con người đi theo cái sự chăn dắt của những con người không thuộc về Chúa, chứ không phải không. Đó, người chăn hiền lành, Chúa Giêsu xác định ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình. Anh em chị em, trên cả thế gian này không có một đạo giáo nào, không có một đấng nào mà con người thờ phượng chết để chuộc tội cho nhân loại. Thế nên đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nói, chứ không phải nói đến người chăn nhỏ bé trong các hội thánh của Chúa đâu. Chúa nói đến điều xa hơn nữa. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Có người chăn nào, có một giáo chủ nào ở thế gian này đã chết để chuộc tội cho nhân loại không? Nói không có, không có ai nói điều đó. Và cũng không ai làm điều đó. Họ chết là vì họ chết riêng cho cái
cái cuộc đời của họ thôi, già chết, bệnh chết, nhưng mà chết để chuộc tội. Tòa án ở thế gian này phải xác định người chăn chiên hiền lành này là vô tội, nhưng mà vẫn phải chết. Chỉ có Ngài là đấng duy nhất. Tòa án ở thế gian này phải nói rằng tôi không thấy người này có tội chi hết. Ta không thấy người này có tội chi hết. Chúng ta nhớ Phi-lát nói không? Nhưng mà rồi vẫn phải bị đóng đinh và chết. Đó là một điều đặc biệt. Không một đấng nào ở thế gian này mà chết để chuộc tội cho nhân loại. Ở đây Chúa Giê-xu nói, người chăn hiền lành vì chiên mình mà phó sự sống mình. Đó là hình ảnh của David. Chúng ta thấy không? Đó là hình ảnh của David. Bởi vậy Chúa mới gọi David là cái gì? Là người của lòng Đức Chúa Trời. Thấy không? Người của lòng Đức Chúa Trời. Là người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bầy chiên của mình. Đó là người chăn chiên thật. Đó. Ở trần thế này chỉ có một người chăn đó. Trước. Còn những người trong lịch sử hội thánh cũng có, nhưng mà không thể nào ghi chép hết để mà chúng ta kể tên được. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn. Chiên không thuộc về nó. Nếu thấy muông sói đến, thì nó bỏ chiên và chạy trốn. Muông sói cướp lấy chiên và làm cho chiên tản lạc. Đó là hình ảnh chúng ta thấy những người chăn chiên thuê ở thế gian này. Tức là họ làm như là một cái nghề nghiệp. Kể cả những người chăn chiên nhỏ bé, trong hội thánh của Chúa cũng có những thành phần được gọi là chăn chiên thuê, chứ không phải là không. Đó là thực tế. Đó, lời của Chúa là chân thật, lẽ thật, không có gì phải giấu giếm hết. Cho nên chúng ta, mỗi một con chiên, phải có cái trách nhiệm cho linh hồn mình, học lời của Chúa. Ở đây cho chúng ta thấy hai hình ảnh của người chăn chiên thật và chăn chiên thuê. Chăn chiên thuê là trong Ê-xê-chiên đoạn 34 nói về những người chăn chiên không phải là chăn chiên thật. Vì nó là kẻ chăn thuê chẳng lo lắng gì đến chiên. Đó là hình ảnh của không phải chăn chiên thật. Ta là người chăn hiền lành. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Đó là người chăn. Chúng ta thấy ở đây Chúa Giê-xu nói đến một cái khía cạnh mà đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự quan hệ mật thiết với Chúa. Chúa Giê-xu nói, ta là người chăn hiền lành. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Nè, cái thứ nhất đó là ta quen chiên ta. Cái đó hiển nhiên Chúa biết hết mọi người. Mỗi người chúng ta cần phải biết Chúa. Biết Chúa, có người hỏi biết Chúa bằng cách nào? Quý vị có bao giờ tự hỏi không? Ở đây lời Chúa nói biết Chúa, thế biết Chúa bằng cách nào? Có hai cách để đem chúng ta đến sự biết Chúa. Hai, nhưng mà không phải là chọn một trong hai. Phải cần cả hai. Lời của Chúa và Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi đọc lời Chúa cho tôi không thể nào đọc dùm cho quý vị được. Mỗi người chúng ta phải làm công tác đọc lời Chúa cho mình. Amen. Để thứ nhất, mình biết lời của Chúa như thế nào. Trong lời của Chúa nói đến Chúa như thế nào. Ngài là cái gì? Ngài là ai? Ngài là cái gì? Ngài là ai? Ngài là đấng yêu thương. Ngài là ai? Ngài là đấng công bình. Ngài là ai? Ngài là đấng thánh khiết. Ngài là ai? Ngài là đấng trung tín. Đó, Ngài là ai? Đó là đặc tính của Chúa. Lời của Chúa cho chúng ta biết được điều đó. Để khi mình đối diện với sự tội lỗi, chúng ta biết Ngài là đấng thánh khiết. Và khi chúng ta đối diện với sự không công chính, chúng ta biết được Ngài là đấng công bình. Đó là điều mà Chúa muốn. Chúa muốn chúng ta có đặc tính của Ngài, là con phải có đặc tính của Cha. Amen. Không tin, mai mốt con quý vị mà nó lớn lên trong cái tuổi trưởng thành rồi đó, nhiều khi cái giọng nói của nó có thể người ta lầm lẫn đó là quý vị. Cho nên chúng ta phải có sự quan hệ với Chúa mỗi ngày. Amen. Chúa nói là ngươi tiếng quen chiên ta, quen
quen tiếng ta. Đó là cái phần của mình. Chúa biết mình rồi, còn phần của mình phải phát triển cái sự nghe tiếng Chúa, biết tiếng Chúa để biết đặc tính của Ngài. Rồi chúng ta mới không bị lầm lẫn. Tại vì trong cái thế giới mà chúng ta sống ngày hôm nay, trong cái thế giới thuộc linh đó, trong cái thế giới chúng ta sống ngày hôm nay, có ba cái linh mà chúng ta phải đối diện hàng ngày. Thần linh của Đức Chúa Trời, các thiên thần vâng phục Chúa, mà chúng ta phải biết đều là vị các thần. Và linh của con người. Linh của con người có hai loại. Có linh của con người đã được biến đổi bởi Chúa, có thể chưa trọn vẹn. Và cái linh của những con người thờ phượng các tà thần hoặc là không thờ phượng Đức Chúa Trời đều lọt vào cái loại thứ hai. Còn cái phần, cái loại linh thứ ba đó là các tà linh, và tức là công việc của Satan, ma quỷ và các sứ giả của nó là các thiên sứ nổi loạn cùng Đức Chúa Trời đi theo nó. Cho nên chúng ta phải biết, Chúa biết chúng ta, nhưng mà chúng ta phải biết tiếng của Chúa để mình không bị lẫn lộn. Amen. Làm sao chúng ta phân biệt được? Chỉ có cách cậy nhờ thần linh của Đức Chúa Trời và biết lời của Chúa. Đó, cái đặc tính của người chăn chiên tốt lành là gì? Người đó biết từng con và quen con chiên, và con chiên quen người chăn. Đó là phần của chúng ta. Phải quen bằng cách biết lời Chúa, cậy nhờ thần linh của Đức Chúa Trời để đem mình đến sự nhận biết. Và rồi người chăn chiên này, không những vậy, người chăn chiên này phó cái sự sống của mình. Người chăn chiên này sẵn sàng chết vì bầy chiên. Chỉ có Chúa Giêsu thôi, chỉ có một đấng duy nhất mà loài người ngày hôm nay thờ phượng ở thế gian này, kể cả thờ Chúa và thờ tất cả các thần, chỉ có một đấng duy nhất chết vì chúng ta thôi. Chúa nói rất là rõ ràng, anh em chị em, không ai chết vì chúng ta đâu. Không ai chết vì chúng ta hết. Chỉ có một đấng yêu thương chúng ta, chết vì chúng ta mà thôi, đó là Chúa Giêsu. Không những Ngài chết để cứu chuộc chúng ta để khỏi sự hư mất đời đời, nhưng mà Ngài chết, Ngài cũng ban cho chúng ta sự bình an. Trong Ê-sai đoạn 53 nói như thế nào? Vì sự sửa phạt của Ngài chúng ta được sự bình an. Vì những lằn đòn mà Chúa Giêsu chịu chúng ta được lành bệnh. Vì máu huyết của Ngài đổ ra chúng ta được sự tha thứ tội. Nhớ không? Đó là điều mà Chúa dành để cho tôi cũng như anh em chị em. Đó là điều chúng ta phải làm. Đó là điều mà đấng chăn chiên hiền lành, mà không những đấng chăn chiên này là chỉ biết phó mạng sống mình thôi, nhưng mà chúng ta thấy đấng chăn chiên này còn tuyệt vời hơn nữa. Không những phó sự sống mình, chúng ta đọc một câu số dưới này này. Này câu 17, này vì sao cha yêu ta? Ấy là vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Phó tức là ban cho và được lấy lại. Nói đến điều gì? Anh em chị em ơi, có ai làm được điều này ngoài trừ Đức Chúa Trời? Không ai làm được điều này. Cho sự sống mình là mất, mà bây giờ lấy lại được. Không những đấng chăn chiên này là đấng hy sinh cho chúng ta, nhưng mà Ngài là đấng còn có uy quyền. Uy quyền. Và Ngài là đấng duy nhất trong cuộc đời này, trong thế giới này, có một ngày được gọi là ngày phục sinh. Anh em chị em, chúng ta thấy có một cái ngày phục sinh nào gọi là Muhammad phục sinh không? Không. Có ngày nào được gọi là đấng Khổng Tử phục sinh không? Có ngày nào mà được gọi là ngày Đức Thích Ca phục sinh không? Chỉ có một ngày duy nhất trên cả thế giới và lịch sử của loài người, đó là ngày phục sinh của Chúa Giêsu mà thôi. Là đấng đã đắc thắng được sự chết, đấng ban sự sống cho loài người, và đấng có quyền từ kẻ chết sống lại. Là đấng mà chúng ta có thể phó thác cuộc đời của mình trong tay của Ngài được. Amen. Không có một thần nào mà chúng ta có thể dám phó thác sự sống của mình, vì họ đều là thần chết. Ngài là đấng duy nhất chúng ta có thể treo sự sống của mình trong lời hứa của Ngài được. Không có một đấng nào hết. Anh em chị em ơi, nếu chúng ta không thể nào thờ phượng Đức Chúa Trời được, thì không nên thờ phượng một thần nào hết. Chẳng có một thần nào ban sự sống cho chúng ta, vì họ đều là thần chết. Còn ngoài ra là tà linh ma quỷ. Đó. Tất cả các đạo giáo ở thế gian này
Không có một ngày phục sinh, chỉ có Chúa, chỉ có đấng chăn chiên tốt lành là đấng duy nhất có ngày phục sinh. Amen. Chúng ta thấy không? Đấng chúng ta thờ phượng không những là đấng hy sinh, là đấng yêu thương, là đấng chăm sóc chúng ta, nhưng mà Ngài còn là đấng có uy quyền trên sự sống và sự chết. Không những Ngài ban sự sống cho chúng ta, nhưng mà Ngài còn sống lại từ trong cõi chết. Ở đây lời Chúa nói như thế nào? Tôi đọc tiếp cho quý vị. Chúa Giêsu nói là chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi Cha. Đấng chăn chiên của chúng ta không phải là một người chăn tầm thường, chỉ có chết. Nếu như vậy thì đấng chăn chiên đó cũng bằng mọi đấng chăn chiên thiệt và chăn chiên thuê ở trần gian này, vì họ đều là những người giáo chủ đã chết. Nhưng mà đấng chăn chiên của chúng ta là đấng đã chết và sống lại. Nếu Đức Chúa Giêsu không sống lại, quý vị ơi, đạo của Chúa ngày hôm nay không có hiện hữu ở trên thế giới đâu. Tại vì tất cả niềm tin của những người ngồi đây và những người ngồi khắp nơi trên thế giới này khi tin Chúa là vì Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Nếu Chúa Giêsu không sống lại, không có đạo của Chúa ngày hôm nay. Không có. Vì đức tin của chúng ta dựa trên nền tảng đó. Và Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Đó. Chúng ta có một đấng chân chiên tuyệt vời, là đấng chúng ta có thể phó mạng sống mình trong tay của Ngài, đặt tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của Ngài. Cho nên phải nhân danh Chúa Giêsu xua đuổi tất cả những sự gì còn nghi ngờ thắc mắc trong đời sống của chúng ta, vì Ngài đã sống lại rồi. Ngài đã phó sự sống Ngài cho chúng ta và Ngài lấy lại cái sự sống đó được. Chỉ có một Đức Chúa Trời trở thành người mới có cái uy quyền ban sự sống để chuộc tội cho chúng ta và có quyền lấy lại. Thế thì tôi hỏi quý vị nè, ai là đấng khiến Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại? Ai là đấng khiến Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại? Hả? Cái thứ nhất mình mới vừa đọc là chính Ngài. Thứ nhì, Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng khiến Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Và Đức Chúa Cha là đấng đã hoàn thành công việc mà Ngài đã sai Đức Chúa Giêsu đến để hoàn tất cho con người. Đó là điều mà chính lời của Chúa nói. Ta tự phó và ta tự lấy lại. Chỉ có một Đức Chúa Trời mới có cái uy quyền đó. Chứ còn nếu Chúa Giêsu là con người không thôi thì Ngài không có quyền lấy lại cái sự sống đó. Tại vì tôi hỏi quý vị nè, Chúa Giêsu chết là Chúa Giêsu chết trong xác thịt hay là chết trong tâm linh? Chúa Giêsu chết trong xác. Thần linh của Ngài không có chết. Đó là lý do Ngài có thể lấy lại cái sự sống trong xác thịt mà Chúa đã trả giá cho chúng ta. Tôi hỏi quý vị nè, khi chúng ta chết trong xác thịt hay mình chết trong tâm linh? Xác thịt không thôi, cái tâm linh chúng ta vẫn sống. Dầu tin Chúa hay không tin Chúa, cái tâm linh vẫn sống. Cái tâm linh đó sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa sẽ cho mọi người sống lại nơi ngày Chúa phán xét. Cho nên cái tâm linh đó không có chết. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu có thể nói ta ban sự sống của ta, đó là xác thịt thôi, và ta có quyền lấy cái sự sống lại, vì phần thần linh của Ngài không hề chết. Amen. Đó là lý do. Có nhiều người cũng thắc mắc, ủa tại sao Chúa Giêsu ban thì Chúa Giêsu lại lấy lại được? Vì cái thần linh của Ngài không có chết. Chúa ban cái sự sống trong xác thịt cho chúng ta bởi vì cái xác thịt đó để chuộc tội lỗi cho cái xác thịt loài người đã phạm tội vì Adam Eva mà phải chết. Chứ Chúa Giêsu không có nói, Chúa không có nói với Adam là chết trong phần thần linh nha. Chúa nói Adam chết trong cái xác thịt. Chúa nói là vì ngươi từ bụi mà ra, trở về bụi đất, tức là Chúa nói đến cái xác thịt. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa anh em chị em. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, tình yêu của Ngài quá lạ lùng và tuyệt vời cho chúng con. Lạy Chúa,
Chỉ bởi thần linh của Ngài mà chúng con mới có thể đón nhận được sự mầu nhiệm lớn lao mà Chúa ban cho chúng con cái loài người. Lạy Chúa, Thánh Linh, chúng con cầu xin Ngài đến và đụng chạm đến mỗi tâm hồn chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, Chúa đã ở trong tâm linh chúng con. Lạy Chúa, xin Ngài biến đổi tâm hồn chúng con để trở nên theo ý muốn tốt lành của Ngài, để chính những phước hạnh mà Ngài để ở trong tâm linh chúng con được tuôn đổ ra mỗi đời sống chúng con và lan tràn đến mỗi người khác nữa. Con cảm ơn Cha. Lạy Chúa yêu dấu, Thánh Linh, chúng con mời Ngài đến hà hơi trên của lễ này, để khi chúng con nhận lãnh, chúng con được hiệp thông với thân Chúa và huyết Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.